Chào các bác nhá, shop online Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Lại người đây chào anh em, giới thiệu với anh em mẫu kéo cắt cành, giới thiệu tới các bác làm vườn nhá. Hôm trước là mới chỉ có mẫu kéo 3m, thì hôm nay là shop có cả hàng 3m, cả có cả hàng 4m nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn này, đây, đây, sổng không xỉ cái gì nhá. Nói tóm lại đó là hàng Trung Quốc. Đây, đầu tiên các bác cứ nắm như vậy, toàn bộ là hàng Trung Quốc Đài Loan. Thì đây tôi sẽ bóc ra là giới thiệu cho các bác. Đầu tiên là cái mẫu 3m này, mẫu 3m này có giới thiệu rồi, nhưng cho các bác xem lại để các bác nắm được nhá. Đây hàng thực tế. Lần trước ấy thì có thể là cái tay cầm này nó màu khác các bác nhá. Còn lô hàng thực tế lần này là tay cầm của nó thực tế đây này. Đây, đây là trên mũi này, đây là tay cầm này, là nhựa màu xanh. Đây các bác nắm được nhá. Cái hàng thực tế là này như vậy. Chứ còn những các bác mà xem clip trước, cầm nhận clip trước rồi ấy, thì nó là màu khác. Như hàng thực tế lần này nó là màu vậy. Thì bây giờ đấy là đến cái mẫu 3m này, là đến mẫu 4m này. Mẫu 4m thì cái tay cầm phía dưới này nó lại là màu tím. Nó lại màu tím nhá. Đây. Đây là mẫu 4m. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ đo cho các bác nắm được một số cái thông tin, một số cái thông số của nó nhé. Đây, nó là cái chiều, cái kéo nó thu ngắn nhất nhé. Cái kéo nó thu ngắn nhất. Đấy, quay này cho anh em thấy cả luôn. Kéo thu ngắn nhất. Thì với cái thu ngắn nhất này, cái cây kéo 3m của chúng ta, nó sẽ dài vào là 1m80. Nó sẽ dài 1m80. Đây, nó sẽ dài 1m80 các bác nhá. 1m80. Còn đối với cái kéo 5m, cái kéo 4m tôi xin lỗi, cái kéo 4m thì ngắn hết cỡ. Nó sẽ là 2m30. 2m30 đây này các bác này. Đấy, 2m30 cho cái kéo 4m. Rồi. Đấy là cơ bản về cái số đo chiều dài khi ngắn hết cỡ. Thế còn khi dài hết cỡ thì nó sẽ là cái dài này sẽ là 4m. Nhưng mà cũng phải nói trước với các bác là gọi là 4m thôi nhưng mà nó sẽ không được đủ chắn đâu, phải là 3m90. 3m9 mấy đấy. Nhiều khi các bác đừng có so xe là về đo lại thiếu mất 5 phân rồi shop ơi nè. Tôi rất là vất vả trong vấn đề đấy. Cái này là do nhà sản xuất ra có vậy thôi. Nhưng mà nó thuộc dạng 4m. Đây. Hàng rất là đẹp, rất chắc chắn nha. Hàng này là hàng Trung Quốc, hàng Trung ương. Hàng loại 1, có đủ các tem mác và qua đủ các loại kiểm định nha các bác nhá. Đấy. Đây là phía trên lưỡi. Phía trên lưỡi tôi bỏ ra các bác xem. Bỏ mấy cái ghim ra nè. Là xem lấy được thôi. Rồi. Đấy. Phía trên này là có cho các bác một cái lưỡi cưa. Cái lưỡi cưa. Đấy. Cái cưa này nhá. À, lưỡi cưa này. Còn đây là những cái nhãn hiệu ở trên này cho các bác này. Đây nó có ghi rõ ràng này. Ừ, chiều dài ngắn nhất là 2.3m đấy. Tôi có vừa mới đâu rồi đấy. Chiều dài nhất này. Đây chiều dài nhất là 4m này. Ngắn nhất là 2.3m này, trong khoảng với tên này. Đây là những cái thông số của nhà sản xuất nhé. Đây gọi là kéo cắt cành trên cao, kéo cắt hoa quả. Nhớ này, hoa quả trên cao. Lưỡi cưa này giúp các bác cưa cành nhá. Đấy. Thì tôi là giới thiệu cái 4m thôi. Còn cái 3m nó sẽ tương tự nhá. 3m nó sẽ tương tự các bác nhá. Đây cây cưa. Còn đây là phần lưỡi trên. Thế để cho các bác về chiều dài. Các bác muốn lấy chiều dài ra hơn ấy. Đây có cái nẫy bóp này. Các bác bóp vào đấy. Các bác sẽ rút ra. Trong mỗi đường ống này nó có cái lỗ chốt. Đấy các bác ưng ý ở đâu. Khi các bác bóp này các bác thỏa tay ra nhá. Lỗ đầu tiên, lỗ thứ hai. Các bác nhả ra kéo lên đây lỗ thứ hai chưa. Các bác bỏ tay ra này. Các bác lôi từ từ. Tới lỗ thứ ba tự động nó sập xuống. Các bác thấy chưa. Đấy cái này là sẽ không xoay tròn được. Đấy khi các bác có lôi ra khỏi lẫy nó vẫn không xoay tròn. Nó có hai bên hai cái rãnh như này. Hai đường dây rãnh như này. Đây là nó giúp giữ cho các bác này. Dưới này nữa này cũng có đường dây giữ này. Là giúp cho các bác cái này ống này để nguyên, không bao giờ bị xưa xoay chuyển này.
các bác cứ rút lên thôi. Đây, đây để tôi rút hết cỡ đây. Đây, đây là cái này là cái hết cỡ đây. Đây, hết cỡ đây. 4 mét. Nha, 4 mét các bác nha. Đây, giúp cho cắt hoa quả trên cao. Thế đây nói là 4 mét thì hết tầm nó sẽ là 4 mét. Thế nhưng mà khi nói là khi các bác rút ra hết 4 mét rồi ấy, là nó hết công suất của nó rồi đấy. Thì cái khả năng hoạt động của nó không được cứng cáp cho lắm. Cũng như là lực của mình thôi. Mình mà dùng hết công sức rồi thì nó sẽ không được khỏe lắm. Thế nên các bác sẽ dùng cái tầm vừa vừa. Dùng cái tầm vừa vừa này. Đấy, dùng cái tầm vừa vừa khoảng 3 mét mấy ấy, thì nó sẽ khỏe hơn. Tại vì các bác phải hình dung ra là đây là cái ống dưới, đây là cái ống trên, hai cái này nó thụt vào nhau, thụt vào nhau. Thì khi các bác càng lôi ra xa ấy, thì có nghĩa là cái ống dưới này ấy, nó càng ngậm vào cái ống trên này, nó càng ngậm vào cái ống dưới này ít. Thì khi nó ngậm ít như vậy ấy, thì cái lực nó phải yếu rồi nhá. Còn các bác lên cái nấc này thì nó rất là khỏe, nó rất cực kỳ là khỏe luôn. Đây. Đây tùy theo các bác cần ở cái độ cao bao nhiêu, có thể lấy cây 3 mét hoặc cây 4 mét. Cây 3 mét, cây 4 mét này chênh nhau mấy chục nghìn thôi. Đây. Còn vài phần tay cầm ở dưới này, các bác xem này, tay cầm này là bằng chun mềm, nắm vào rất là êm. Các bác khi các bác giơ lên cắt, các bác lựa chỉ vị trí trên đây kìa, nó không hợp lý, các bác lại xoay được, xoay được. Đấy, giúp các bác xoay tròn để lựa cái vị trí mũi kéo ở trên kia cho nó phù hợp nhé, cho nó phù hợp cho đúng. Còn khi các bác dùng thì các bác nhả khóa này ra, nhả khóa này ra thì sẽ nhả dây cáp ra, sẽ nhả dây cáp ra. Khi mà nhả dây cáp ở ra này ra rồi ấy, thì đồng nghĩa với phía trên này. Đây, đồng nghĩa phía trên này. Tôi cho ngắn hết cho các bác dễ nhìn. Đồng nghĩa phía trên này. Đây, đồng nghĩa phía trên nhả mồm ra. Đây, tôi nhả này. Khi các bác bóp vào cái mồm nó ngậm lại. Nó ngậm lại. Nha, nó ngậm lại nhá. Thế khi nó ngậm ấy, thì các bác nhìn đây giúp tôi. À, phần lưỡi là phần bên này. Nó sẽ chém vào phần lưỡi dưới này để giúp đứt cái cành. Giúp đứt cái cành. Phần còn lại là phần nhựa mà có cái răng này này, thì nó sẽ được cái phần thép có răng này chặt xuống để nó kẹp cái cành lại, kẹp cái cành lại cho các bác, hoặc là kẹp cái quả lại. Cái này là ứng dụng cho các bác dùng hái quả trên cao rất là tốt. Nếu các bác kẹp vào phát là cái cuống quả nó sẽ dính ở phía bên này, là các bác từ từ hạ xuống đưa quả xuống đất không bị vỡ nha các bác nhá. Đây là cái kéo. Thế còn cái này là cái hệ thống dây cáp. Hệ thống dây cáp thì cái này các bác dùng, các bác nghiên cứu thì cái này các bác có thể tháo ra được. Và nhiều khi các bác mà bóp mạnh tay quá thì có thể là cái cáp này nó tuột, thì các bác cũng có thể nối lại được, lắp lại được. Nó không khó đâu, nó chỉ là những cái khớp thôi, chỉ là khớp nối thôi. Đấy, nó rất là dễ. Cái này thì các bác cứ linh động nhé. Thế còn cái tay cầm này cũng có cái độ xoay cho các bác là gần như là gần được 360 độ ấy. Đấy, khi các bác đưa lên cái mũi ở trên kia mà nó đúng khớp rồi, phía dưới tay cầm này nó chưa đúng tay cho các bác có thể xoay sang. Xoay sang như này, xoay sang như nào để cho các bác bóp này là thuận lợi nhất. Thuận lợi nhất. Đây, nó quay dài cho các anh em nhìn thấy này. Đấy nhá, khi tôi bóp này, đây, cái miệng trên này. Đấy, miệng trên nó nhấp nhả, nhấp nhả. Đấy nhá. Đấy. Kéo cắt cành ở trên cao. Đấy. Đây, đây tôi chẳng có quả nào hết, cho các bác xem thử cái cành này đi. Để các bác thấy được rằng là đây, đây có quả ổi rồi. Quả ổi coi rồi. Đây nhá. Tôi ví dụ thử cho các bác này. Đây. Cắt này. Rồi. Cắt, các bác giữ nguyên cái tay ở dưới. Giữ nguyên tay dưới nhá. Các bác thấy không? Là cái phần nhựa kia sẽ giữ lại cái quả cho các bác thả ở dưới. Dùng cho hái hồng, hái la, hai những cái quả gọi là mong manh dễ vỡ các bác nhé, cực kỳ an toàn. Đấy, thả xuống dưới rồi, ok rồi, nhả ra, rời xuống. Đấy, các bác nắm được nhá. Thế còn dùng cho hái quả, cắt cành trên cao, 2 mẫu, 3 mét và 4 mét, hàng ship sale ready toàn quốc. Các bác mua hàng chỉ cần cho thông tin họ tên địa chỉ, không cần phải đặt cọc gì hết, về tới nhà cho các bác bóc ra xem và kiểm tra, đúng cái mẫu kéo cái cành như thế này là các bác nhận hàng. Đấy, hoàn toàn ok chưa? Sẽ đi toàn quốc, cái này phục vụ cho anh em, cho các bác làm vườn hoặc là hộ gia đình. Mỗi nhà cũng lên sắm đến một cái, có quả nào trên cao mình thèo xuống rất là hay. Đấy, nhá các bác nhá.
dùng cho tất cả mọi người luôn, ai ai cũng có thể mua được. Giá thì có mấy trăm nghìn thôi, 400-500 nghìn. Các bác cứ liên hệ trực tiếp các số điện thoại ở phía dưới nhá. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau.